Hi everyone, my name is Hui. Currently, I'm working as a sales trainer. Today, I'm going to share with you how I landed my dream job after days and nights struggling with the more challenging requirement English skills. Trước đây, ước mơ của mình là được trở thành một người xuất trình, được làm việc trong một công ty đa quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Đây là cơ hội để mình có thể đạt được những ước mơ lớn hơn và cũng như là có cơ hội học tập và làm việc với những đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới. Mình đã mơ ước về nó hàng đêm và đã thực sự dành cả năm trời để suy nghĩ về việc làm thế nào để đạt được mục tiêu này. Sau rất nhiều nỗ lực của bản thân thì mình nhận ra rằng cái rào cản lớn nhất của mình chính là khả năng tiếng Anh còn hạn chế. Trong khi đó, cái công việc mơ ước của mình thì lại yêu cầu sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Mình đã rất lo lắng khi nghĩ tới việc làm việc trong môi trường quốc tế. Làm thế nào để mình có thể làm được việc với những người nước ngoài trong khi không thể hiểu cách họ giao tiếp, cách họ suy nghĩ cũng như là cách họ pha trò trong những tình huống hàng ngày. Vì khả năng tiếng Anh còn yếu nên mình thường có xu hướng rất là sợ sẽ nói gì đó sai hoặc là làm lãng phí thời gian của người khác. Cuối cùng thì mình lại chọn cách là không nói gì cả. Và mình rất sợ rằng là sau này mình sẽ tránh xa các cuộc trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài. Nhưng mình muốn đạt được ước mơ này, mình muốn được làm được công việc mình yêu thích. Chính vì vậy, mình đã quyết định rằng con đường duy nhất để đạt được mục tiêu chính là việc học tiếng Anh một cách nghiêm túc hơn. Mình đã cải thiện từ từ vốn tiếng Anh của mình với 3 bước. Đầu tiên là việc đọc báo bằng tiếng Anh về những lĩnh vực mà mình thấy hứng thú, đam mê. Tiếp theo, mình đăng ký các kênh YouTube bằng tiếng Anh và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ xem những video đó vào mỗi tối. Cuối cùng là mình chọn cách đi du lịch đến những nơi mà tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc để giao tiếp. Nhưng mình nhận ra rằng tự học vẫn là chưa đủ, khả năng giao tiếp của mình cần phải vững vàng hơn để có thể làm việc được trong một môi trường quốc tế. May mắn là mình đã tìm thấy Domino vào thời điểm đó. Ở đây, nhờ có những chương trình học thú vị và sáng tạo, cùng với giảng viên và học viên rất là nhiệt tình, quan tâm đến sự tiến bộ của học viên, mình nghĩ rằng mình đã tìm thấy cơ hội tốt nhất để cải thiện tiếng Anh của mình. Ở đây, có những người sẵn sàng nghe mình nói tiếng Anh với một thái độ rất chân thành và cởi mở. Hơn thế nữa, còn mang lại cho mình rất nhiều phản hồi quý giá, giúp mình học tiếng Anh một cách hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Mình nghĩ rằng mọi thứ đối với mình vẫn đang là điểm khởi đầu và cần rất nhiều nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên thì một vài điều tốt đẹp đã đến với mình. Một trong số đó chính là sau khi hoàn thành khóa học đầu tiên tại Domino, mình đã có buổi phỏng vấn đầu tiên bằng tiếng Anh với người nước ngoài. Và sau buổi phỏng vấn đó, mình đã được nhận và làm việc tại công việc mà mình rất thích. Cảm ơn Domino, những giảng viên và trợ lý học viên đã mang đến cho mình một nguồn động lực rất to lớn để mình có thể chạm được đến những ước mơ qua việc cải thiện vốn tiếng Anh của mình. Gửi tới những bạn trẻ đang tìm cho mình chỗ đứng trong đại dương cơ hội ngoài kia, hãy bắt đầu xây dựng cây cầu của chính bạn bằng lòng kiên trì và sự quyết tâm cao. Mình tin rằng rồi bạn sẽ đạt được ước mơ của chính bạn.